Số điện thoại cũng như Zalo bên cửa hàng em là 0931008099, các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết vào Zalo cho mình tham khảo nha. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xếp hàng toàn quốc qua bưu điện Shipcode, vui lòng cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship giúp em. Nếu các anh chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái sắt kết nối điện thoại, TV, máy tính nha. Bộ vàng này hình thức rất đẹp nè, chức năng lại nhiều như vậy, có remote được chỉnh được full chức năng mà giá thành cực kỳ hợp túi tiền. Em nghĩ đây là một sự lựa chọn hợp lý để mình sở hữu một bộ vàng nội địa Nhật, chất lượng, thương hiệu để nghe nhạc cho phòng 25-30m2 đã về. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu nhà mình có ổ áp hoặc đổi nguồn, cứ lấy điện 100V ra sử dụng cho bộ vàng. Hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em. Đổi nguồn bên em thì mình có thể sử dụng được cho hai vàng mini cùng lúc, hoặc có thể sử dụng cho vàng trung và vàng đại đều được trên cục đổi nguồn này. Chiều cao của lo là 26cm, chiều ngang cả bộ vàng là 50cm, sử dụng tốt cho phòng 25-30m2 nha. Bát là 10cm, trép là trép đơn. Đây là mặt sau, công suất lo là 40W trên cặp lo trợ kháng 6 ohm. Công suất của amply là 36W. FM tần số là 90, ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hỗ trợ ngõ súp để kết nối súp điện rời, tăng thêm dây âm trăm. Đây là tổng thể mặt sau, hình thức vàng khá ok, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng MIDI rồi em xin kết thúc clip này luôn nha. MIDI là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc được trên đĩa này. Đây, đĩa MIDI nó nhỏ như vậy, mình cứ để nguyên cái đĩa theo hướng mũi tên vào. Bên em có bán MIDI, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Các anh thích ca sĩ, thể loại nhạc hay danh sách bài hát như thế nào thì gửi vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng nghe nhạc qua đĩa MIDI qua tiếng hát ca sĩ Đăng Nguyên, rồi em xin kết thúc clip test luôn nha. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 đem chốt hàng cho mình. Tôi vẫn
tôi vẫn cô đơn, không người thương, không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng, không mưa. Tôi muốn quên em những ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em những tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn, làm sao với người.